Hoan hỷ đón chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có những người kinh tế thì dư giả, nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ, đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chuyên mục chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 vào năm Tân Sửu. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ ra sao? Trong năm thì mệnh chủ có được thần tài mở kho ban thoát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình, để chúng ta có gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những biến chuyển như thế nào trong năm 2021 này? Và để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 vào năm Tân Sửu 2021 dự đoán sẽ hợp với thần may mắn của thần của năm. Truyền thuyết dân gian, thần là người chịu trách nhiệm về vận may của mọi người trong năm. Thiên nhiên và điều kiện tự nhiên của năm sẽ tạo ra may mắn cho bạn, đặc biệt là trong gió. Kết quả là bạn sẽ nhận được lợi nhuận kha khá từ hợp tác dự án. Cụ thể đó là lập kế hoạch tiếp thị, bảo tồn nước, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và các dự án khác. Đồng thời, bạn sẽ rất thích sự nổi tiếng và bạn có thể kết bạn hơn nhiều hơn để thể hiện tốt tài năng của mình. Những người sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, cụ thể là tang đố mộc, gỗ cây dâu. Cây dâu tằm là loài thực vật hữu ích, dùng được trong nhiều việc từ lá đến thân cây đều hữu dụng. Những người mang mệnh tang đố mộc, trời sinh tâm tính rộng rãi, dễ mềm lòng trước những hoàn cảnh xa cơ lỡ vận. Họ cũng là những người đa tài, đặc biệt có khả năng trong những công việc liên quan đến công tác xã hội, chính trị. Nếu có mệnh lớn, làm nên đại sự thì giang sơn xã tắc đều được cậy nhờ. Cát thần Thiên Lộc, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong năm Tân Sửu 2021, nhận được nhiều tài lộc, có cát thần phù trợ, bạn sẽ nhận được nhiều lộc trời cho, không phải là lộc trúng số, trúng thưởng, mà là lộc từ việc kết nối với đối tác, các phi vụ làm ăn của bạn khá là thành công, hanh thông, thuận lợi. Tân Kim lộ xuất thương quan, thái tuế sửu âm thổ tọa tại chính tài cát tinh. Thương quan sinh chính tài, ma thái tuế sửu và con giáp Tý tạo thành cục diện tương hợp, nên có nhiều tin vui báo về. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần phải lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy thận trọng hơn với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh trọn đời, luôn được may mắn, bình an. Tuy có nhiều thuận lợi vượt bậc hơn so với năm 2020, nhưng năm 2021 sẽ gặp phải tiểu nhân quấy phá, thị phi bủa vây, dẫn đến nhiều lo âu, bất đồng. Tý Sửu thuộc bộ lục hợp mang tính chất hỗ trợ giúp đỡ nhau. Năm 2021 Tân Sửu, con giáp Sửu tọa thái tuế sẽ có những sự trợ giúp tích cực với những mệnh chủ tuổi Tý. Vì con giáp Tý Sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy mà năm Tân Sửu 2021, mệnh chủ tuổi Tý nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Sẽ rất cát lành. Tuế can lộ xuất thương quan. Trong công việc cần phải lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Dự đoán tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 vào năm Tân Sửu.
năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích tượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên an toàn. Sửu là con giáp đứng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Người tuổi Nhâm Tý trong năm 2021 vận trình tài lộc đầu năm thì khá là tốt. Tuy nhiên thì chính tài lộc này vẫn chưa hiện rõ nên khuyên bạn đừng vội tiến hành những kế hoạch đầu tư quy mô lớn, cũng đừng đổ tiền đầu cơ mạo hiểm để tránh tài lộc một đi không trở lại. Thời điểm đầu năm Tân Sửu này chính tài vượng, có làm mới có ăn chứ không thể mong chờ vào sự may mắn. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý năm 2021 Tân Sửu, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trở ngại, dễ bị khách hàng gây khó dễ, trách mắng, tố cáo. Thành tích làm việc không cao, mệnh chủ còn có thể nảy sinh xung đột trực diện với cấp trên, khiến cho cơ hội phát triển năng lực không nhiều. Riêng người tuổi Nhâm Tý làm kinh doanh buôn bán cần phải chú ý nếu có ý định đầu tư kinh doanh vào những lĩnh vực mới nổi hay ngành nghề mình không quen thuộc thì nên hết sức cẩn trọng. Chuẩn bị kế hoạch thực hiện kỹ càng, có phương án dự phòng cho những tình huống bất ngờ phát sinh. Đừng nóng vội, cũng chớ bốc đồng, hãy giữ cho mình tỉnh táo và sáng suốt. Có thế thì mới vượt qua được thử thách, tìm thấy thành công, thậm chí là nắm bắt được thời cơ phát tài trong chốc lát mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Tuy nhiên, dù tài lộc thu về ít hay nhiều thì bản mệnh cũng cần phải biết khiêm nhường, chớ nên tự cao tự đại, hãy nghĩ mình kiếm tiền quá dễ dàng mà vung tay quá chán. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để hóa giải vận thế của năm 2021, tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 50 tuổi, Thái Dương chiếu mệnh, hành niên trực Thái Dương, đông tuế đắc an khang. Trong gia đình, có cơ hội đón nhận thành viên mới, nếu đi xa làm ăn sẽ tiến triển tốt hơn. Nữ mệnh 50 tuổi, Thổ Tú chiếu mệnh, cần đề phòng kẻ xấu quấy rầy, năm nay không thích hợp đi xa. Tiến sang năm 2021, vận trình của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm Tân Sửu sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế sửu thổ tọa tại thứ tài ca tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế Tý và con giáp sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tử vi năm 2021 của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 cho thấy, mệnh chủ nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Nhâm Tý 1972, chúc mệnh chủ chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, mệnh chủ dễ dàng có tiền trong tay. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin, dẫn đến thất bại khó tránh. Nên chủ động tích cực trong công việc để thể hiện mình, nắm giữ thời cơ, dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm thì chuyện học hành thi cử của những tuổi Nhâm Tý thì vô cùng tốt lành, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Tuy nhiên, trong năm thổ khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của thái tuế, sửu, thổ, mệnh chủ dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc chăm chỉ, cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hằng ngày thì nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân và gia đình. Vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn.
Năm nay, bạn có số đào hoa, đặc biệt là nếu đã kết hôn, có thể nó sẽ là kẻ giết người đầu tiên cho các cuộc hôn nhân. Giàu có, may mắn là bình thường, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người đầu tư hoặc có tài chính mạnh. Tuy nhiên thì may mắn không phải là quá tốt, hãy làm mọi thứ một cách hết mình và nhiệt huyết. Về sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 vào năm Tân Sửu. Với may mắn cho sự nghiệp vào năm 2021 thì bạn sẽ có những bước đột phá nhất định, có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Năm nay, bạn có thể sẽ gặp một người sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Vì vậy mà hãy đối xử với người khác, giữ thái độ khiêm tốn và không bao giờ ăn vạ với niềm tự hào hay là tỏ ra không quan tâm đến cảm xúc của người khác khi mà hòa hợp. Sự nghiệp năm 2021 của tuổi Nhâm Tý, Tân Kim lộ xuất thương quan, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao. Sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên, đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2021 để được may mắn bình an. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định. Mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Tân Sửu này, tuổi Nhâm Tý không có tín hiệu rõ rệt về thăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như chỉ thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Về tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong năm Tân Sửu, bạn sẽ gặp may mắn trong việc kiếm tiền. Một khi nắm bắt được cơ hội thì sẽ thay đổi được cuộc đời. Bạn sẽ có những tiến bộ lớn trong sự nghiệp và cải thiện đáng kể sự may mắn cho tài chính. Năm 2020, may mắn trong gió và bạn sẽ nhận được lợi nhuận kha khá từ một dự án tài chính, bảo tồn nước hoặc đầu tư mạo hiểm. Có thể làm bạn tốn tiền và nhiều công sức. Mặc dù thu nhập tăng, đừng mua bất cứ thứ gì bạn muốn, hãy đầu tư chi tiêu hợp lý. Năm Tân Kim lộ xuất thương quan, Sửu Thổ tọa thứ tài, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 vào năm Tân Sửu sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi. Tý Sửu Lâm Nhị Hợp trong năm vượng tài vượng lộc, mà thứ tài chỉ lối dẫn đường, mệnh chủ nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Ngoài ra, tài lộc trong năm của tuổi Nhâm Tý 1972 có thể là tiền phi pháp, hoạch tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình, dễ mất mát của thiên trả địa. Bản mệnh hãy lưu ý khi chi tiêu và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Nhâm Tý 1972 trong năm Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý. Vào tháng Giáp Ngọ, dương lịch từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 9 tháng 7, tức là từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đầu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào những tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 không nên tiến hành công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi thì mệnh chủ nên dành để đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm Thái Tuế Sửu Thổ chủ về thổ khí phượng, có Thái Tuế trợ lực, làm những việc có liên quan đến đất đai sẽ dễ thu lợi về tay.
Tuy nhiên thì không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận. Bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút một lượng khách lớn tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền, cần tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để được lộc tài vượng tiến, suốt đời bình an. Về tình duyên của tuổi Nhâm Tý 1972 vào năm Tân Sửu 2021. Đối với tuổi Nhâm Tý 1972 thì tình yêu và mối quan hệ vào năm 2021 cũng có thể là tốt đẹp. Có thể bạn đã từng cãi vã với bạn đời vì quá là cứng đầu nhưng sẽ rất hợp nhau trong năm nay. Nếu là một người đàn ông tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 vẫn còn độc thân thì sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng với người khác giới và dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ. Tuy nhiên thì nếu là nữ sẽ thích hợp nổi tiếng nhưng cũng không thể vượt qua, cần phải làm việc chăm chỉ. Xét về phương diện tình cảm, năm 2021 tuổi Nhâm Tý 1972 thì không có nhiều đào hoa cho lắm. Song thứ tài cát tinh vốn được biết đến với cái tên là sao tình nhân, thái tuế lại có phần nghiêng về phía nam mệnh hơn là nữ mệnh. Vì thế so với nữ tuổi Nhâm Tý 1972 thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ có thể gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò gặp gỡ bạn bè. Cũng có lúc là đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Mệnh chủ hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên thì với nam mệnh đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về của nhà. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn và Hồ Ly để tăng cường quý thần tương trợ và kích hoạt nhân duyên cho tuổi Nhâm Tý 1972. Về sức khỏe của tuổi Nhâm Tý trong năm Tân Sửu. Năm nay thì tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Thái tuế mang bệnh phù tinh và thương quan tinh, mệnh chủ khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, dễ bị bệnh tật tấn công. Chính vì thế mà bước sang năm Canh Tý này, tuổi Nhâm Tý cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng cách ăn uống đầy đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay là gan phổi khá lớn, bản mệnh cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất, có phương án điều trị phù hợp. Ngoài ra, năm 2021, thủy khí phượng, mệnh chủ nên chú ý bảo vệ tim, mắt, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình, hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, nên có thời gian nghỉ ngơi ngắt quãng trong ngày, dù chỉ một vài phút nhưng có ý nghĩa khá lớn. Nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay là mang nhiều tà khí, sát khí. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Tuổi Nhâm Tý 1972 hợp với năm 2021, sức mạnh của bạn sẽ bị tiêu hao và sẽ phải trải qua một năm bận rộn. Đôi khi có thể tâm trạng tiêu cực và mất bình tĩnh do chức năng tiêu hóa kém và hệ tiêu hóa yếu. Vì vậy, điều tiết đúng cách và chăm sóc sức khỏe tốt. Theo tư vấn của thầy Gia Cát thì mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân Bát Bảo Tâm Kinh, giúp kỵ tà hóa sát, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc cho người sử dụng. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng, Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương đem lại tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tiên vui, nếu đi làm xa thì sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam. Còn nữ thì hay bị đau ốm, thường gặp tài ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Mệnh chủ tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn toán tận. Người có hạn toán tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc, của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ.
Trong đó có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc và thứ hai đó là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản, gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu như người có phúc đức kém thì vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Nhâm Tý nữ mạng, Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện thì đều xấu, bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nam mạng, năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn huỳnh tuyền. Người có hạn huỳnh tuyền sẽ luôn gặp vấn đề về sức khỏe, chủ sự sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sầm, kinh doanh thì kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, tuổi nhỏ, họ hay lắm gian truân, tuy miệt mài làm việc nhưng lại bị người khác hưởng, cuộc sống không được dồi dào từ lúc còn nhỏ và không bao giờ có thời gian thảnh thơi an nhàn mà thường phải lao tâm khổ tứ. Tuổi càng cao thì càng nhiều lo nghĩ, khoảng độ từ 49 tuổi trở đi thì tuổi Nhâm Tý mới có sự an nhàn. Cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng ít hơn so với nam Nhâm Tý, cuộc sống của họ chỉ ở mức độ trung bình về tài lộc, về đường con cái. Con cháu của họ thì lên danh mau lẹ nhờ có phúc đức. Nam Nhâm Tý sống hưởng thọ trung bình từ 57 đến 60, nếu phúc đức thì hưởng thêm niên thiên niên kỷ. Cuộc đời Nam Nhâm Tý thì gắn với đường công danh trầm lặng, dường như bước đường công danh của họ không có nhiều may mắn lắm, họ không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này. Phần gia đạo thì lúc nhỏ Nam Nhâm Tý có nhiều thay đổi hay là khác biệt về lối sống, nhưng từ 36 tuổi trở đi thì yên ấm, vui vẻ, toàn vẹn. Những việc nhỏ xảy ra trong cuộc đời không đáng kể, việc to tát về xích mích gia đạo hầu như không bao giờ xảy ra. Sự nghiệp không mấy vững chắc vào những năm ở cuộc đời, nhưng khi qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ, tiền tài rất ít nhưng không thiếu kém quá đỗi, có thể tạo ra được rất nhiều nhưng thường hao hụt. Từ 20 cho đến 25 tuổi, năm 20 tuổi có nhiều cay đắng trong cuộc đời nhưng tình duyên nhiều tốt đẹp. 21 tuổi có phần đẹp về công danh, làm ăn được tốt. Năm 22 tuổi cẩn thận về tiền bạc cũng như là cuộc sống. 23 tuổi không nên đi xa. 24 tuổi thì nhiều trở lực, 25 tuổi thì tạm yên, không có gì xảy ra quan trọng. Từ 26 cho đến 30 tuổi, khoảng thời gian này rất tốt đẹp cho sự làm ăn. Cuộc sống hoàn toàn là tốt đẹp, may mắn tài lộc dồi dào. Từ năm 31 đến 35 tuổi, trung bình, kỵ đi xa, làm ăn lớn, có nhiều triển vọng tốt đẹp trong nghề nghiệp. 35 tuổi thì khá hay về số mạng và cuộc đời. Từ 36 cho đến 40 tuổi nên thận trọng. Tuổi 36 thì sao bản mệnh chiếu mạng không tốt về bổn mạng, hao tài. 37 tuổi có nhiều hy vọng tốt đẹp về nghề nghiệp và cuộc đời. 38 tuổi trừ tháng 2, 6 và 10 có hao tài, ngoài những tháng khác thì yên tĩnh. 39 tuổi thì đỡ khổ, năm này làm ăn thâu thu nhiều tài lộc. Kỵ tháng 4 có đau bệnh, đi xa có tai nạn. 40 tuổi tài lộc có phần hao hụt. Từ 41 cho đến 45 tuổi thì 2 năm nay có nhiều trở ngại trong việc làm ăn, có nhiều tiền bạc cũng như là tài lộc về cuộc sống. Từ 46 đến 50 tuổi được tốt, hy vọng về tài lộc. Và 2 năm nay thì gia đạo sẽ có nhiều rối rắm trong gia tộc, có đại nạn. Năm 49 và 50 tuổi thì 2 năm bình thường, làm ăn phát triển chậm chạp. Từ năm 51 cho đến 55 tuổi thì không được tốt đẹp lắm, bổn mạng yếu. Việc làm ăn thì nên cẩn thận về tiền bạc, không nên đi xa hay là làm ăn lớn, bổn mạng yếu. Từ 55 cho đến 57 tuổi thì mọi việc đều yên tĩnh, nhất là bản thân thì lại có nhiều bất an. 56 tuổi thì vượt qua được 55 tuổi, cuộc sống an nhàn, không sợ vượt qua khỏi tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm Bính Ngọ.
từ 58 cho đến 60 tuổi, không được vững vàng lắm cho gia đạo, bản thân có thể mang nhiều đại họa cho cuộc sống. Năm 59 tuổi, tạo được nhiều tình cảm mến thương. Tóm lại những năm này, có nhiều tình cảm con cháu thương mến, nhiều cầu lấy đức phúc làm căn bản cho cuộc sống, may ra còn có thể tăng thêm niên kỷ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.